Tú Nhà xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Quý vị đang đến với chương trình Nẻo đường tâm linh do Tú Nhà phụ trách. Tuần này Tú Nhà lại mời quý khán giả cùng đến khám phá với những nét đẹp tại Nam Hàn. Thưa quý vị, Jongjeon-nam là một cố đô nổi tiếng của đất nước Nam Hàn. Nơi đây không chỉ nổi bật là nơi có phong cảnh thơ mộng tuyệt đẹp, mà còn là nơi lưu trữ rất nhiều những nét văn hóa đặc trưng lâu đời của xứ sở Kim Chi. Nếu như có dịp du lịch Nam Hàn thì đây sẽ là nơi mà du khách khó có thể bỏ qua. Du khách sẽ được ghé thăm công viên văn hóa Baekje được xây dựng để tái hiện cuộc sống và những giá trị văn hóa của vương triều Baekje, gồm những công trình cổ như là hoàng cung, học đường, viện văn hóa, vân vân. Đồng thời có rất nhiều những ngôi làng nhỏ thơ mộng là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách thập phương. Baekje Park là một trong những công viên được xây dựng vô cùng quy mô của đất nước Nam Hàn. Du khách đến đây có thể cảm nhận được cách sống vô cùng sống động của người dân nơi đây. Ngoài hoàng cung và một số công trình kiến trúc đồ sộ đã được tái hiện lộng lẫy, đẹp mắt, nơi đây còn có những tiết mục biểu diễn, đánh trống, ca múa nhạc cổ truyền vào những giờ cố định. Khi dạo bước nơi đây, du khách sẽ có cảm giác như đang được sống trong vương triều Baekje hàng ngàn năm về trước. Du khách đến đây hãy dành thời gian để tận hưởng suối nước nóng Dogo nằm ở thành phố Asan, một trong những trung tâm suối nước nóng lớn và quy mô. Mọi người nơi đây tin rằng nước suối rất có lợi cho sức khỏe và còn có công dụng dưỡng sắc, diệt khuẩn. Đến với Jongjeon-nam, du khách còn ghé thăm đến thành phố Jeonju thuộc tỉnh Jeolla Bắc, được xem là nơi hội tụ của những món ăn độc đáo và lạ của Nam Hàn. Đặc biệt là món ăn kim chi, được xem như là đặc trưng của nơi đây. Đây còn là vùng đất nổi tiếng nhất của Nam Hàn với lịch sử 1.500 năm trồng và phát triển nhân sâm. Du khách sẽ có dịp để thăm viện bảo tàng nhân sâm Gyeongsan ở tỉnh Jongjeon-nam. Nơi đây trưng bày tất cả các loại nhân sâm nổi tiếng bậc nhất của Nam Hàn, một trong những nơi xuất xứ trên 80% lượng nhân sâm với tiêu chuẩn quốc tế được phân bố rộng rãi trên thị trường trong nước lẫn trên thế giới. Thưa quý vị, Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Nam Hàn ngày 22 tháng 12 năm 2016 cho biết họ đã quyết định trình hồ sơ lên Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO ghi danh Kinh viện Sewol Nam Hàn và vùng đầm lầy ven biển Tây Nam trở thành Di sản Văn hóa Thế giới và là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào năm 2018. Kết quả xét duyệt được quyết định lần cuối trong phiên họp của Ủy ban Di sản Thế giới vào năm 2019. Giờ đây chúng ta hãy cùng khám phá nét đẹp của khu vực này. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO cho phép mỗi quốc gia được ghi danh di sản văn hóa và một di sản thiên nhiên thế giới mỗi năm cho tới hết năm 2018. Từ 2019 trở đi, mỗi nước sẽ chỉ ghi danh một di sản thế giới. Lần này, Nam Hàn lại tiếp tục trình lên UNESCO hồ sơ về Kinh viện Sewol. Sewol là nơi thuyết giảng, đàm đạo học thuật và cúng tế dưới triều đại Joseon. Đây cũng được coi là cơ sở giáo dục dành cho các nho sĩ. Hồ sơ trình lên Ủy ban Di sản Thế giới bao gồm 9 kinh viện Dosan, Byeonsan ở thành phố Andong, kinh viện Seosu ở Jeonju, kinh viện Osan ở phía bắc của Gyeongsan, kinh viện Dodon ở Daegu, kinh viện Namgye ở Nam Gyeongsan,
Kinh viện Phelan của huyện Chanseon, Kinh viện Museon ở tỉnh phía bắc của Jeolla và Kinh viện Donam ở thành phố Nonsan, tỉnh Nam Jeolla này. Vào năm 2016, Nam Hàn cũng từng ghi danh Kinh viện Seogon trở thành di sản văn hóa thế giới của UNESCO. Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ ICOMOS, cơ quan tư vấn của UNESCO, chỉ ra rằng hồ sơ Nam Hàn cần làm nổi bật mối liên quan giữa chính kinh viện, sự khác biệt giữa chính nơi này với những kinh viện của Nhật Bản, Trung Quốc, đồng thời cảnh quan xung quanh Seogon không được bao gồm những khu vực trong di sản văn hóa. Nam Hàn hiện nay có 11 di sản văn hóa thế giới và một di sản thiên nhiên thế giới. Tới năm 2018, Ủy ban Di sản Thế giới công bố kết quả xét duyệt với di sản thành Hanyan, Seoul mà Nam Hàn đã từng trình hồ sơ ghi danh trước đây. Thưa quý vị, đến với cố đô của Nam Hàn, chúng ta không thể nào không đến chiêm bái ngôi chùa Magosa nằm trên sườn đông ngọn núi Tashwasan ở thành phố Gongju, tỉnh Nam Juncheon, là một ngôi chùa cổ rộng lớn được xây dựng vào năm 640 dưới triều đại Silla với khoảng 30 phòng, được xem là đại diện đứng đầu tông phái Tạo Khê Phật giáo Nam Hàn tại Gongji. Bên cạnh về linh thiêng, cổ kính, được rừng cây xanh bao phủ trên sườn núi, ngôi chùa Magosa còn là ngôi chùa Phật giáo lưu trữ rất nhiều những di sản văn hóa có giá trị. Ngôi chùa nổi tiếng Nam Hàn Magosa tọa lạc tại 966 thôn Magosaro, phường Miensagok, thành phố Gongcheo, tỉnh Nam Jeolla. Chùa Magok cổ tự, tức là Magosa, do Hòa thượng luật sư Từ Tạng Chachan Yusa khai sơn vào thế kỷ thứ 7, khoảng vào năm 640, nằm phía đông sườn núi Thái Hoa Sơn, tức là Taewasan, và được bao quanh bởi dòng sông Uống Cong hình âm dương, tạo thế phong thủy địa lý tuyệt vời. Có lẽ thiên nhiên ban tặng cho thế đất thiên vượng khí, cho nên ngôi thánh địa Già Lam mãi hương thịnh bền vững, không bị hư hỏng bởi bất cứ một cuộc chiến tranh lớn nào, nhất là trong thời kỳ Triều Tiên Joseon 1392 tới 1910. Ngôi chùa nổi tiếng Nam Hàn có biết bao nhiêu bậc quốc sư, cao tăng thạc đức, trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng, tiếp tăng độ chúng, hoằng hóa độ sinh, đào mạch truyền lưu hậu thế cho Phật giáo Nam Hàn. Đây là một trong những tổ đình giáo dục, đào tạo tăng tài cho nhiều thế hệ. Đến với thành phố Gongsuji, tức là Công Châu, phía tây bắc cách 24 km đường bộ. Khi đến núi, du khách xuống xe đi bộ chừng một cây số sẽ nhìn thấy dòng suối róc rách chảy bên phải, dòng chảy đường lờ quanh theo đường lên núi vào thung lũng, qua cầu đá nhìn xuống suối nước trong veo, cá tung tăng nô đùa trông rất đẹp mắt. Ngôi chùa nổi tiếng này được tô điểm đẹp nhất là vào mùa xuân, xung quanh chùa với núi hoa anh đào Sanchuyu và hoa mộc lan nở rực ngát hương thơm tỏa khắp vùng, thêu dệt thêm một bức tranh tuyệt hảo, khiến du khách đến đây mãi ngắm nhìn và ai cũng cảm thấy tâm hồn mình thanh thản.
Thưa quý vị, như những chương trình nẻo đường tâm linh của nhiều kỳ trước, Tuyền Nhà lần lượt gửi đến quý khán giả những nét đẹp của đất nước Nam Hàn. Nam Hàn thu hút khách du lịch thập phương với sự kết hợp vô cùng hoàn hảo giữa nét cổ kính và hiện đại. Và Cheongjeon-nam là cố đô nổi tiếng của Nam Hàn, là nơi lưu trữ rất nhiều những giá trị tâm linh, văn hóa, đặc biệt là Phật giáo của những triều đại trước, nhất là thời kỳ Silla. Tuyền Nhà rất cảm ơn quý khán giả đã đồng hành với Tuyền Nhà trong chặng đường khám phá cố đô vừa qua của đất nước Nam Hàn. Kính chúc cho quý vị sẽ gặt hái được nhiều thành công, an lạc trong cuộc sống và nhiều may mắn. Xin hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình này kỳ sau.